Rồi, hello các bác. Hôm nay em làm tay, 5 tháng 5 tiếp tục cày kiếm tiền chiều nhậu thôi. Nay giao cây đi C60 về tỉnh nhà Vĩnh Long. Thì khách cách nhà mình cỡ cửa hàng mình cỡ 10 km. Rồi nói sơ về con máy này xíu. Con này đi C60, máy Thái đời 2010. Máy liền từ đầu đích. Máy này lấy bên Cam về. Khách này nhà có cây DC70 với máy cộ, thì khách kiếm thêm cái DC60 về để chạy đồng cho dễ. Rồi nhắc cho các bác chưa coi video thì biết, thì mình cửa hàng mình là tên là máy nông nghiệp Lê Quân ở Vĩnh Long. Thì các bác nào không biết thì cứ lên Google Maps search Kuta Lê Quân là ra. Bên mình chuyên mua bán trao đổi các loại máy phục vụ nông nghiệp, cài máy xới máy cắt đủ loại. Bên mình thì có ship hàng chất tả các tỉnh trên toàn quốc, thì anh em nào ở xa thì mình xin tiền phí ghép xe về cho anh em. Còn anh em trong miền Tây thì bao, anh em ở tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang rồi thì mình ship miễn phí về. Còn ở tỉnh ngoài thì mình xin phí ghép xe về cho anh em. Máy bên mình ok, nghiêm chỉnh đàng hoàng, không nói thách. Bán hàng uy tín năm nay. Thì anh em nào cần mua bán máy nào đó, máy khu máy cũ, mình có thu máy cũ đổi máy mới, thì anh em nào có cần mua bán trao đổi gì cứ liên hệ số điện thoại mình để bên dưới 0907 620 302, 0563 1689, cửa hàng máy nông nghiệp Lê Quân ở Vĩnh Long. Cây này thì liền từ đầu đích, có dàn hút hông sườn hơi mấp nhẹ. Máy này không có dọn, không có làm gì hết, nguyên cây. Này về anh em kỹ thay nhớ, xuống đồng là bình thường. Hụt bơm ơi, hụt nhớt, máy hụt nhớt, chăm thêm nhớt cho khách, lên cao quá này hụt nhớt. Thì anh em nào có gặp tình trạng này lên cao, lên gò là đó, thấy tình trạng này thì cứ kiểm tra nhớt, thường sẽ là hụt nhớt, chăm thêm nhớt là hết. Rồi giờ là thợ đang chăm thêm nhớt vô. Thì tình trạng này bình thường, chăm nhớt vô chạy bình thường thôi, máy hụt nhớt lên cao hụt nhớt. Thì mình có tạo kênh YouTube, thì thường xuyên đăng máy bán máy trao giao máy, thì mình thường đăng lên kênh này. Ngoài ra cũng còn kênh Facebook tên là máy nông nghiệp Lê Quân, thì mình có để trong dòng mô tả, anh em cứ theo dõi hai kênh. Mình thường xuyên đăng máy lên đây, kênh mình cũng mới tạo, kênh YouTube mình mới tạo, thì anh em cứ đăng ký, mỗi lần có video ra thì thông báo cho anh em biết. Rồi nãy giờ quên báo giá cho anh em, thì cây này mình giao 70 triệu, nguyên cây liền từ đầu đến đít 70 triệu, máy Thái DC60 đời 2010, miễn phí vận chuyển. Thì anh em trong miền Tây thì mình bao phí vận chuyển, nãy mình có nói là anh em trong miền Tây thì mình bao phí vận chuyển, anh em miền ngoài thì mình xin tiền ghép xe về. Mình giao tới Hà Nội, tỉnh nào mình cũng giao được, anh em cứ yên tâm. Thì anh em ngoài xa, cứ nếu mà có thắc mắc thì cứ xem ảnh, thì mình thường up ảnh lên, anh em ảnh trước, thì nếu mà có ok thì mình inbox cho mình gửi video chi tiết. Ok, chuyển tiền mình chuyển máy ra. Mua bán thì tin tưởng lẫn nhau thôi. Rồi thì giờ xe em đang trên đường đi giao máy cho khách. Thì đường này đi có thể đi về chạy Vinh, đi về Cần Thơ, tắt về Cần Thơ hoặc chạy Vinh đều được. Đường này đường tỉnh lộ 906 của tỉnh Vĩnh Long. Thì cửa hàng
Cửa hàng em nằm trên đường tỉnh lộ 926, cách quốc lộ 53 khoảng 6 km. Rồi ok các bác, thì giờ nãy giờ xe tới chỗ, nãy giờ phụ kéo cầu chỉnh sửa xe, giờ xuống xe cho khách. Thì khách đang chạy luôn á. Anh này thì trước đây có tay nghề lái rồi, nhà có cây 70 với cây máy cọ rồi, giờ mua thêm cây 60 để về phục vụ cho dễ. Dân trong nghề. Rồi thì mình xin nhắc lại, thì anh em nào theo dõi kênh thì có nhu cầu mua bán trao đổi máy thì cứ liên hệ bên mình, số thoại mình để bên dưới 0907620302, 0563 1689, cửa hàng máy nông nghiệp Lê Quân ở Vĩnh Long. Thì anh em nào ở xa thì muốn vô thì có thắc mắc thì cứ lên Google Map gõ sọ gõ cua ta Lê Quân, thì mình có để địa điểm trên Google Map chỉ đường tới chỗ cho anh em. Anh em bên ngoài vô thì mình có hỗ trợ, nếu ở xa quá thì mình hỗ trợ tiền phí đi lại cho anh em, thì anh em cứ thoải mái vô coi máy bên mình, máy cài máy cắt về thường xuyên đủ loại. Thì ngoài ra anh em nào ở miền Tây thì mình có bán động cơ, phụ tùng máy, phụ tùng cũ nha, phụ tùng cũ chứ không phải phụ tùng mới, thì anh em cứ ghé qua bên mình để giá đẹp cho anh em. Rồi thì video mình đến đây là hết, thì hẹn anh em video khác. Rồi chúc anh em xem vui vẻ ha.